Chào mừng các bạn đến với kênh 4 mùa ẩm thực của mình nhé. Những cái ngày chống chọi với dịch Covid này để ra ngoài mà ăn uống thì thật là rất là khó khăn. Và đi quay cũng rất là khó khăn đó các bạn. Cho nên các bạn thông cảm nhé. Thì chiều nay mình ghé tiệm Quỳnh Ký trên đường Gia Phú gần ngã tư Mai Xuân Thủa đó các bạn. Mình ở đó bán là hủ tiếu xào, cơm gà xối mỡ, rồi sườn xào chua ngọt, rồi vân vân ha, rất là nhiều món. Và mình mua ở đây cái món cơm gà xối mỡ, mình thấy chiên rồi xào cơm rất là hấp dẫn luôn, cho nên mình mua cái món này để về nhà mình ăn review, chứ tại quán thì không có ăn tại quán được nha các bạn. Cho nên mình mua về. Và mình mời các bạn dùng với mình dĩa cơm gà xối mỡ của quán Quỳnh Ký nha các bạn. Khoảng 5 giờ chiều, mình đang đứng trên đường Gia Phú gần ngã tư Mai Xuân Thưởng luôn. Ở đây có tiệm ăn Quỳnh Ký bán hủ tiếu mì xào giòn, cơm gà xối mỡ, cơm chiên Dương Châu, cơm hải sản. Mình mua phần cơm gà xối mỡ về để mình review cho các bạn cùng xem. Địa chỉ ở đây là số 254 đường Gia Phú, phường 1, quận 6 nha các bạn. Ở đây bán cũng khá là ngon. Chiều là bán, nhờ bán mang về thôi nha các bạn. Các bạn xem, các bạn nhấn vào chữ đăng ký kênh ủng hộ mình, rồi nhấn vào hình cái chuông để bật thông báo và xem những video tiếp theo nhé. Mình mua một phần cơm gà xối mỡ đem về. Đây là cơm gà xối mỡ, cơm được chiên vàng và một cái đùi gà cũng khá là to. Rồi có dưa leo, cà, ngò đó các bạn ha. Một phần như thế này thì là 35.000 đó các bạn. Rồi kèm theo có nước sốt chấm là có nước tương và tương ớt và những cái ớt ba chi đó ha, và ớt hiểm. Thấy cái đùi gà rất là hấp dẫn luôn. Mình mời các bạn dùng cái cơm gà xới mỡ với mình nhé. Rồi, đây là nước tương ớt. Mình cho một ít ớt vào đây. Có lẽ là mình cho hết luôn đi. Mình thấy cái đùi gà, cái này đùi gà tỏi nha các bạn, cũng khá là ngon. Và đem về lúc mà chiên tại chỗ luôn, mà đem về mình thấy bây giờ nó cũng còn giòn giòn và cái da chiên rất là vàng luôn các bạn. Đây có cà và dưa leo, mình dùng thử cái cơm đó các bạn ha. Mình thấy cái cơm cũng khá là nhiều và cái cơm được chiên cũng vàng, rồi giữa cơm rời xăng ha. Bởi vì chiên cái lửa khè bếp công nghiệp các bạn lớn á, lửa lớn làm cho cơm nó rất là săn. Cái cơm này mình nghĩ là chiên có trứng nữa các bạn, có cái dầu màu điều nữa cho nên cái màu nó vàng. Và mình đứng tại chỗ thì chiên có cái trứng gà nữa nha các bạn. Để mà có cái hộp cơm mà rời các bạn thì mình cái gạo nó phải là loại gạo khô. Mình không có lấy cái loại gạo mà dẻo mà để nấu cơm chiên. Mà thường ở nhà mình nấu á, thì cơm mình nấu xong rồi, mình nấu cơm xong rồi mình để tủ lạnh đó các bạn.
Khi mà lấy tủ lạnh ra mình chiên lại thì hạt cơm nó rất là rời luôn. Bây giờ có cái dĩa là mình để cái đùi gà qua đây. Mình ăn cho nó rộng rãi ha. Chan một ít nước tương vô. Nêm cũng vừa ăn các bạn, không có mặn lắm. Các bạn nào mà ăn nhạt á thì có thể khỏi cần ăn với chan nước tương. Mình ăn cũng hơi mặn mặn chút xíu. Đây cái đùi gà các bạn. Mình tính mua một cái đùi gà, một gốc tư mà ở chỗ đó nó bữa nay nó không hết cái đùi gà gốc tư bạn, cho mình mua cái đùi gà tỏi. Nhưng mình thấy nó cũng khá là to. Thịt gà nó chiên cũng mềm các bạn, và cái da nó còn giữ cái độ giòn á. Ớt cũng rất là vừa ăn. Chan với một ít nước tương, tương ớt. Kèm với cơm, có miếng cà. Những cái này nó có dầu mỡ các bạn. Chiên cũng có dầu mỡ rồi chiên gà cũng vậy. Cho nên mình ăn kèm với lại một ít cà, một ít dưa leo. Nó đỡ cái độ ngậy, ngon. Cơm chiên cũng vừa tới các bạn. Nếu chưa chiên mà chưa tới nó chưa có cái độ giòn, mà nếu mà chiên quá thì mình sẽ nghe cái mùi nó hơi khét khét, nhưng mà cái này thì mình chiên cũng vừa tới, mình không có nghe mùi. Ngon chưa? Khé luôn. Mấy cái phần mà sát chỗ cái xương đó các bạn, mình ăn nhai nó giòn giòn luôn. Rồi mình mua về nhà ăn đó các bạn. Phía sau lưng mình các bạn thấy, mình nói ngoài lề một chút, là nguyên cái dàn máy vi tính mà để mình hàng ngày mình edit video đó các bạn. Để mình dựng cái video đó. Thì các bạn thấy là mỗi mình đi mấy cái quán đó, người ta cũng nói: ủa sao mà anh đi có một mình vậy? Thấy mấy cái người kia thì đi khi 2-3 người lắm. Người ta là người làm cái này, người làm cái kia. Còn mình chỉ có một mình thôi. Mà thật ra mình có một mình. Mình từ diễn rồi mình dựng rồi mình quay này kia là do tự mình làm hết. Rồi về nhà mình ngồi cả buổi để mình dựng lên cái video luôn. Các bạn thấy mình dựng video thì cũng rất là cố gắng làm cho cái video nó sinh động lên. Thì có mình nữa các bạn, mình làm từ A tới Z luôn. Thật ra thì nếu mà nhiều người làm thì thật ra cái kênh mình cũng chưa có lớn. Mình làm một mình từ trước tới giờ luôn đó các bạn. Vừa quay rồi về tự dựng luôn. Rồi xuất video rồi up lên YouTube luôn. Thật ra thì làm nhiều người thì người phải có tiền. Chứ mà nhiều người quá mà đâu có ai làm không cho mình các bạn. Cho nên cũng khó lắm. Mình tự một mình làm được hết. Cái phần này 35.000, mình thấy cơm cũng nhiều các bạn. Cơm ăn cũng no nê luôn á. Mà thật ra thì mình ăn như vậy các bạn. Cái đùi gà chiên và đùi gà xới mỡ và cái cơm chiên thì nó cũng hơi khô khốc các bạn ha. Phải chi mình ăn mình phải chuẩn bị trước một chén canh, như canh trong biển hay là canh cải xà lách son này kia các bạn. Mình ăn có kèm cái canh cho nó đỡ khô ha. Một dĩa cơm gà xới mỡ với cái đùi gà cũng khá là to.
giá là 35.000. Mặc dù khó khăn nhưng mà mình cũng cố gắng làm được cái video review cái món ăn cho các bạn cùng xem nhé. Các bạn xem, các bạn nhớ chia sẻ những món ăn ngon cho mọi người cùng biết nha các bạn. Mình xin kết thúc video ở đây. Mình cảm ơn các bạn đã xem video này. Mình xin hẹn các bạn ở video sau nhé. Bye bye.